Vâng, xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác một con giải mã của Onkyo. Con này là con Onkyo FRX7 các bác nhá. Đấy. Dòng này thì thiết kế rất là hay. Đây. Đấy, kho các bạn đã test rồi thì các bạn sẽ dán một cái giấy như này. Đấy, tất cả hàng em ấy về thì các bạn sẽ cắm điện và dùng khò để thổi hết các bụi bẩn bên trong. Đấy. Và khi con nào xong thì các bạn sẽ dán là ok như thế này. Đấy, còn con nào mà bị tình trạng bị nó thiếu cái gì và mất cái gì thì các bạn sẽ ghi trên này. Đấy, để các nhân viên quay, bạn nào quay thì bạn sẽ biết để báo luôn cho các bác. Đấy, nhà em là như vậy, còn sửa chữa thì các bác yên tâm. Các bác nhận hàng được kiểm tra thoải mái nhé. Nhà em không bao giờ có chuyện sửa chữa vớ vẩn này nó thứ, còn có như nào thì em cũng báo rõ luôn. Đấy, thiếu cái gì mất cái gì em báo luôn. Thì đấy là quy trình nhà em, tại vì là thực sự các bác là hàng bãi thì có bây giờ không ạ, thuận mua vừa bán. Mình cảm thấy ưng là mình chốt. Đấy, còn chưa cảm thấy ưng thì mình có thể tìm hiểu. Hoặc mình thích nhà này thì mình mua nhà này, không thích thì mua nhà khác, bởi vì cái đồ bãi này thì không phải một mình em bán, từ Bắc vào Nam cả ti tỉ nhà bán. Đấy. Thế nên là các bác thấy ok, yên tâm với nhà em, ủng hộ nhà em. Đấy, quý thì ủng hộ, còn không thì các bác có thể tham khảo rất là nhiều nhà khác bán nhé. Cái giá thì nó thực sự bác là hàng bãi này thì nó vô vàn lắm. Bởi vì nhá, ví dụ như nhà em nhập số lượng lớn. Nhà em là nhập theo công cơ chứ không nhập theo kiểu một bộ hai bộ hoặc một cục hai cục, nhập là nhập cả công và vài công luôn. Bỏ công gửi về. Đấy thì là cái số lượng lớn thì giá nhà em có thể nó rẻ hơn. Đấy, nhưng có một số bác em nói là một số người ta mới buôn, người ta nhập ít ý, thì cái giá thành nó sẽ cao một chút, thì người ta phải bán cao một tí bởi vì người ta cần có chút lãi các bạn. Chứ đi buôn thì thực sự các bác là không có lãi chả ai buôn cả, đúng không? Ít hay nhiều thôi. Đấy. Nhà em nhập nhiều thì em bán, em ăn số lượng. Em bán ví dụ một ngày em bán tầm khoảng 10 đến 15 cục như thế này, rồi loa liếc ngày chục đôi, bếp từ bếp tiếc xong mỗi thứ tiểu khoảng chục cái, hai chục cái thôi. Thế là nó thành một món rồi. Đấy. Nó đơn giản vậy thôi chứ không cầm để quá cầu kỳ, nhưng mà em sẽ bán theo số lượng. Đấy, rẻ nhưng mà theo số lượng, em ăn số lượng. Đấy. Thế nên là cái giá hàng bãi này thì nó có nhà này nhà nọ các bác nhá. Thế nên là và một cái nữa nó còn tùy theo là mặt hàng nó là xấu đẹp nữa cơ. Đấy, có những con đẹp, có những con nó xấu. Thực sự bác có những con nó xấu thâm tệ luôn đấy, nó xấu xúc phạm người nhìn luôn đấy các bạn. Chứ không phải là đơn giản được, nó được như này là quá đẹp đấy. Hàng bãi mà về được nhiều con này là quá là đẹp các bạn. Mặc dù là nó không được tức là hoàn hảo 100% như hàng mới, nhưng nó cũng phải được tầm 80-90%. Đấy, đó, thứ nhất là không sửa chữa. Cái thứ hai là hàng mọi thứ là nó không mõm mép là ok rồi. Còn bụi bặm rồi các thứ mình về mình vệ sinh qua một tí. Đấy, xước xát thì chắc chắn sẽ có rồi, bởi vì là hàng bãi mà tránh làm sao được. Đấy. Còn được như con này là thực sự bác là quá đẹp đấy. Còn nhiều con nó về nó còn kinh tởm lợm luôn đấy. Nhìn nó em thật các bác nhìn chỉ gọi là đập cho phát rồi, chứ còn nó kiểu nhìn nó xúc phạm người nhìn luôn đấy. Tức là các bạn nó về như này, nó móp chỗ này, nó móp chỗ này, xong có con thì nó sứt một mảng như này, có con thì vỡ màn hình này, con thì mất volume này, con thì mất lún này, con thì có lún nhưng lại kẹt đấy. Ui, nhiều lắm các bạn. Đấy, những con như vậy thì em sẽ bán thanh lý cho các bác thợ, bởi vì nó thiếu đồ như vậy thì các bác cũng không dùng được, thì em thanh lý cho các bác thợ bay lấy đồ để mình bay thay thế sang con khác. Đấy, còn với nhà em là không bao giờ có chuyện sửa chữa gì cả. Đấy là nói luôn các bác, để các bác hình dung luôn. Thì con này là con Onkyo FRX7, em báo giá luôn này. Các bác chốt con này em để các bác luôn là hôm nay đầu tuần để các bác luôn con này là 1.050.000. Giải mã hàng quốc dân luôn, thực sự các bác. Tại sao hàng quốc dân? Thứ nhất, giải mã 24 bit. Cái thứ hai, cực kỳ bền bỉ, tay em hơi bẩn, các bác thông cảm. Tại vì em vừa bê hàng ra này, vừa mới bê các bạn ấy chở ở đây thì em bê ra hơi bẩn tay tí. Thì là thứ nhất là 24 bit. Cái thứ hai là nó bền, bền, siêu bền luôn các bạn. Các cái hàng của Nhật này nó cực kỳ bền. Đấy. Và giải mã tiếng hay lắm. Cực kỳ hay đây, giải mã có cắm đây nhá. Ngoài làm giải mã ra thì các bác có thể làm công suất nhá. Đây, kẹp loa làm công suất này. Bác nào cần giải trầm thì cắm súp ở đây này. Quang hai cổng như cắm cổng in này. AV thì nó có tầm khoảng 5 cổng, nó sẽ chia ra làm 2 ra 3 vào. 2 ra để phục vụ cho các bác cắm xuống đẩy hoặc âm ly to. 3 cổng vào để các bác cắm xuống con để cắm tín hiệu từ điện thoại máy tính đưa vào. Thế thôi, TV kết nối đây, điện thoại máy tính cắm đây. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn CD mà đây bỏ qua cho em, tại vì là những con hàng về hàng bãi về thì hầu như là mắt nó kém quá nhá, thì bỏ qua cho em. Thì bây giờ em sẽ lên cho các bác này. Đây là điện thoại này. Đấy.
Đấy thì đấy là em đang kết nối với tính với điện thoại nhé. Thế còn các bác mà thích giải mã nhé, chuyển cho em sang chế độ digital đây. Đấy, chuyển cho em sang đây. Sau đó có mở đường quang lên là có nhạc. Đấy, mở tivi lên là nó tivi nó sẽ truyền tín hiệu vào đây. Và con này nó sẽ xử lý chuyển đổi tín hiệu, nó chuyển sang cổng AV. Và các bác có thể cắm xuống con đẩy hay lên monitor để hát karaoke. Em đảm bảo với các bác rằng các bác mê luôn. Mê luôn. Nó hay lắm. Khách hàng nhà em mua nhiều rồi các bạn. 10 bác thì cả 10 các bác đều phải khen. Đấy, ngày xưa các bác đang dùng những con bé bé này này. Xíu xíu này. Xong vì sao các bác đổi sang con này, thấy nghe bạn bè giới thiệu bảo là hay thế đó. Và nhà em mua đổi sang con này. Đến lúc mua xong em thật các bác 10 bác cả 10 bác khen luôn. Bởi vì thực sự nó hàng của Nhật nó chuẩn các bạn. Hàng của Nhật nó chuẩn, nó dùng nó sướng lắm. Tiếng nó trong lắm. Đây, đây là giải mã này. Đấy. Khi tôi không còn Ok nhá, đấy thì bác nào mà chốt con này thì alo cho em nhé, giải mã ngon, công suất tuyệt vời. Vâng, 1050 nhá. Xin chào các bác.